Um, xin chào tất cả các bạn à, ngọc mai rất vui được gặp lại các bạn uh, trên kênh truyện uh, nghe kể chuyện mai đêm khuya và um, hôm nay thì uh, ngọc mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo tập uh, 112 của truyện phong thủy sư của tác giả phượng kim được uh, edit bởi uh, trang truyện mạng com và um, mai sẽ cố gắng gửi tới các bạn là uh, câu chuyện mỗi ngày nhưng mà nếu như mà có một cái uh, lý do bất khả kháng nào đấy mà um, Xa chuyện chậm một xíu thì mong các bạn thông cảm nhé. Bởi vì là sau khi mà đọc chuyện thì còn cả một cái trường kỳ về dựng chuyện rồi thì ấp chuyện các thứ nữa là cũng tốn khá khá thời gian đấy. Cho nên mong các bạn là thông cảm. Nếu như mà tiến độ của chuyện là không ra đúng như dự kiến. Còn bây giờ thì không để các bạn đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện rất là hay. Nội dung thì càng ngày càng hấp dẫn các bạn ạ. Và mời các bạn cùng ngay sau đây lắng nghe nhé. Tiếng vỗ tay của Emily vang lên Như phóng viên và khách quý ở đây Chỉ đành vỗ tay theo cô Nhưng dù tiếng vỗ tay vang như sát đánh Thì không chấn động được Về mặt trợn tròn mắt của tất cả mọi người Hạ thừa không thẳng thắn Trả lời câu hỏi của phóng viên Nhưng cũng đã giải thích rõ ràng Những thắc mắc của hắn Phong thủy Bọn họ sao quên đi mất chuyện này kia chứ Tên phóng viên đứng dậy Hỏi về vấn đề hám miệng đứng ngây ngốc tại chỗ hắn cho rằng đối phương sẽ giải thích vấn đề của hắn lại không dự đoán cô nói ra những lời như vậy ngay tại đây mà những lời này nhắc nhở những người ở đây một việc bất động sản ada thuê đệ tử thân truyền của đường lão là hạ đại sư làm cố vấn phong thủy hôm nay đã tuyên bố thông tin bất động sản ada là chi nhánh của tập đoàn hoa hạ cũng chẳng khác nào tập đoàn hoa hạ thuê hạ đại sư làm cố vấn phong thủy hồng kông là xã hội coi trọng truyền thống phong thủy người dân coi trọng sự thịnh vượng của xã hội bình an phát đạt người làm ăn chọn mua cửa hàng coi trọng tài tụ bát phương tiền vào như nước lấy phong thủy để bán đất và tuyên truyền cho dù là dân cư nhà lầu hay thương buôn cũng sẽ là thứ vũ khí sắc bén thu hút trong ngành bất động sản với danh tiếng của phong thủy đường lão hồng kông hạ đại sư đích thân chịu trách nhiệm cố vấn phong thủy Công trình tập đoàn Hoa Hạ còn không bán ra được ư. Ừ. Với tin tức được đưa ra tối nay, sợ rằng cổ phần bất động sản thế kỷ sẽ không về tay à? Những điều này không phải là đều nơi sản xuất tiền tái hay sao? Khi nãy bọn họ còn không tin, sang tháng 5, tháng 6, tập đoàn Hoa Hạ có thể hoãn nhét hết tất. Tập đoàn Hoa Hạ có thể hoàn toàn nhét bất động sản thế kỷ vào tay giờ nếu suy nghĩ này Cảm thấy chắc chắn tôi còn gì nữa Nghĩ lại ngày hôm nay Cô đã rất khiêm tốn Tài phóng viên sau khi khiếp sợ Thì lại dứt khoát đặt vấn đề Tổng giám đốc hạ Xin cho phép tôi hỏi một vấn đề nữa Cô nói tập đoàn hoa hạ sau này Có việc cung cấp nơi thoải mái yên tâm Cho mọi người dân Đó là ý niệm các công trình khai thác Tuân theo nguyên lý phong thủy Vậy tôi muốn hỏi rằng chuyện này hạ đại sư có đồng ý không cô ấy sẽ trường kỳ đảm nhận cố vấn phong thủy của tập đoàn hoa hạ bảo đảm tiêu chí mua bán sắp đặt công trình xây dựng trước và sau sẽ cung cấp ý kiến phong thủy ư vấn đề của hắn rất sắc bén tập đoàn hoa hạ quyết định phát triển trường kỳ trên phương diện bất động sản vậy thì cố vấn phong thủy cũng trường kỳ sao nếu như năm nay là vậy năm sau không phải vậy như vậy cái hứa hẹn xây dựng công trình tuân theo nguyên tắc phong thủy không phải nói là suông à cái gọi là thành tín kinh doanh không phải chỉ vẽ bậy thôi sao nhưng hà thượng chưa trả lời vấn đề này tay phóng viên kia đã bị một phóng viên khác kéo xuống ngồi xuống lại cứng rắn bắt gã ngồi xuống tay phóng viên kia vừa định đứng dậy bị nữ ký giả ngồi bên liếc nhìn một cái sắc mặt cũng không được tốt có biết hỏi không à hỏi những vấn đề không biết được trọng điểm mất mặt chết đi được trước đó đã nói mỗi ký giả sẽ có một lần hỏi nữ ký giả kia nói với tai nam phóng viên của đô thị thường báo nhắc nhở hắn cơ hội đặt câu hỏi của hắn đã hết rồi bây giờ phải đến người khác thôi Tay phóng viên kia vốn cảm thấy tức giận khi đối phương thô lỗ kéo mình nhưng vừa nghe những lời này thì lập tức á khẩu không trả lời được Nữ ký giả kia ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào với Hạ thừa <laughs> Tổng giáo đốc Hạ, xin chào. Tôi muốn hỏi, trước đó bên ngoài đồn đãi rằng, tối nay Hạ Đại Sư tham dự dã vụ. Nhưng đến bây giờ chưa thấy cô ấy xuất hiện. Xin hỏi lại Đại Sư có tới không? Và nếu tới rồi, chi bằng có thể mời cô ấy ra gặp mặt mọi người được không ạ? Đây mới chính là vấn đề mấu chốt này. Lúc này đây, hai mắt đám người truyền thông sáng quắc Nam khách quý cũng nhìn phía hạ thược Đây là mục đích tối nay bọn họ tới đây Nói thực ra Bất động sản Ada có thể nhanh chóng Tìm được sự chú ý như vậy ở Hồng Kông Không thể không bỏ qua Công lao của hạ đại sư Vậy tối nay vị công thần đó ở đâu nhỉ Những người ở đây Đều trông mong được nhìn thấy hạ thược Hạ thược đứng trên sân khấu mỉm cười Không phải mọi người để gặp mặt dự Cái gì không phải, mọi người gặp mặt rồi ư, ư? Cả đám người không ai nói gì, duy trì đôi mắt trong mong, trong mong nhất, đều không kịp phản ứng, cái lời này là ý gì đây? Một lúc lâu sau, những phóng viên và khách quý ở trong đại sảnh đồng loạt quay đầu. Hướng mọi người nhìn chính là lối vào đại sảnh. Khi Emily giới thiệu Hà Thượng đi vào, Hà Thượng bắt đầu xuất hiện từ cửa vào đại sảnh, gặp mặt mọi người, những phóng viên và tân khách ở đây, đều theo bản năng hiểu lời hạ thượng nói thành người đến rồi đứng ở cửa đại sảnh rồi ơ ờ, nhưng người đâu nhỉ cửa đại sảnh không ai xuất hiện dù chỉ một bóng người mọi người đồng loạt quay đầu nhìn phía sau khi thấy không một ai thì lại khó hiểu quay đầu nét mặt có chút trong buồn cười nữ ký giả kia từ câu hỏi của mình không rõ ràng hạ thượng nghe không hiểu ý của cô vì vậy cô bè giải thích Dạ, thấy ngại quá. Thưa Tổ giáo đốc Hạ, ý tôi là nếu như Hạ Đại sư đã là cố vấn phong thủy của tập đoàn Hoa Hạ các vị, như vậy cô ấy có thể mãi mãi đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Hoa Hạ không? Vẫn nên là để cô ấy đích thân giải thích sẽ tốt hơn. Có thể đích thân mời cô ấy ra nhận lời trả lời phỏng vấn được không ạ? Lúc này đây, mọi người gật đầu, sau đó quay sang nhìn hạ thượng. Chính là cái ý này đây. Mọi người đang rất chờ mong gặp được vị hạ đại sư kia. Hà Thược vẫn chỉ nhìn nữ ký giả kia, giữa hai đầu lông mày thể hiện ý cười. Không phải đã nhận phỏng vấn rồi sao? Không phải đã nhận phỏng vấn rồi sao? Trong đại sảnh lập tức trầm mặc. Trong một khoảng thời gian rất lâu không ai nói chuyện, nhưng bầu không khí tràn ngập sóng gợn. Nếu nói rằng trước đó, lời hạ thược khiến mọi người hiểu lầm, thì câu lần này ai nấy đều nghe rõ. Nhưng mà, nhưng mà... Tất cả phóng viên và tân khách ở đây nhìn Hạ Thược, biểu lộ càng ngày càng dối sắm, gương mặt sắp xếp xoắn suýt thành một nhúm, thực sự không tin được những suy đoán trong lòng mình cơ. Ngược lại lúc này, trong đại sảnh truyền tới tiếng cười của một cô gái không kiềm chế nổi. Mọi người dối dám quay đầu, tiếng cười truyền tới chính là của Thiên Kim La Gia, La Nguyệt Nga. La Nguyệt Nga sớm biết thân phận của Hạ Thược là thầy phong thủy. Chẳng qua cô không biết Hạ Thược chính là tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Hạ. Bởi vậy khi nãy xác thực đã bị chấn kinh một phen. Bây giờ thấy người khác bàng hoàng, cô ngược lại cảm thấy thú vị đây. Mà không chỉ thú vị, cô cảm thấy có chút bất lực. Cô nàng này thật là... Sẵn đến lúc này, vậy muốn chơi nữa à? Chủ tập đoàn Hoa Hạ, họ Hạ, Hạ Đại sư họ Hạ, Chuyện này không phải quá rõ ràng dữ Là Nguyệt Nga buồn cười Nhìn phía Hạ Thược ở trên khán đài Hạ Thược cũng mỉm cười nhìn cô Không khí trong đại sảnh một lần nữa bùng nổ Giây tiếp theo Những nhân vật nổi tiếng có kinh nghiệm trên thương trường Không bình tĩnh nổi nữa Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ họ Hạ Hạ Đại sư họ Hạ Vấn đề này thực sự rõ ràng Thế nhưng Sự thật lại không thể nào tin được Tổ giám đốc Hạ Ý của cô Cô chính là đệ tử thân truyền của đường lão Cô... cô không nói đùa đấy chứ Nữ ký giả hỏi Kế sau tay phóng viên của đế đô thương báo sửng sốt Hạ thược nghe vậy khẽ mỉm cười thành tiếng Cô ngước mắt nhìn phía một ông lão Đang ngồi xe lăn <laughs> Đường lão tối nay cũng có mặt ở đây Tôi nào có gan lớn đến mức Giả mạo đệ tử thân truyền ngay trước mặt lão nhân ra chứ Lúc này đây Mọi người nghĩ tới đường Tông Bá cũng có mặt mới cùng đồng loạt quay đầu nhìn đường tông bá ánh mắt tìm chứng cứ gương mặt đường tông bá đỏ ửng mỉm cười vuốt chòm râu rồi trừng mắt với thiếu nữ trên khán đài khẽ trách mắng cô có bé này càng ngày càng không biết lớn nhỏ ta là sư phụ con có lẽ gọi ta là đường lão ta là sư phụ con chỉ một câu mà nặng tựa ngàn cân những âm thanh rơi xuống nện sâu vào óc của người nghe bọn họ vốn tưởng bất động sản ada lệ thuộc tập đoàn hoa hạ công lao lớn nhất được đưa ra ánh sáng chẳng nhẽ bọn họ sai rồi à tổng giám đốc tập đoàn hoa hạ là đệ tử thân truyền của đường lão thái đầu giới phong thủy hồng kông phong thủy đại sư nhất đẳng đây mới là bí mật lớn nhất được nói ra tối nay nhưng mà nhưng nhưng mà các phóng viên đúng là đứng ngồi không yên Ai cũng chẳng có quan tâm Môi phóng viên chỉ có một lần đặt câu hỏi Mà chuẩn bị vấn đề thế nào Lúc này có người đứng dậy vô vàng nói Nhưng trước kia Từng có người chụp được mặt của Hạ Đại Sư Giống như là với Tổng Giáo Đốc Hạ Đâu phải một người chứ Những năm nay Sư phụ tôi vẫn tình dưỡng ở Đại Lục Những người Hồng Kông đều là người của Dư Cửu Trí Trước kia một mình tôi tới đây Thế đơn lực mỏng Vì đảm bảo an toàn cho nên tôi đã cải trang để làm việc hạ thực cười giải thích cho mọi người mà chỉ nói bâng cua có thế thôi lý do đầy đủ rồi nhưng lại khiến mọi người vẫn bàng hoàng lúc này có phóng viên không chờ đợi được lại đứng dậy hỏi vậy trước kia có người nói cô trước mắt đang học ở trường đại học thánh gia nữ nổi tiếng của hồng kông điều này cũng là sự thật ư chuyện này bên phía nhà trường từng nói điều tra sau đó cung cấp cho truyền thông câu trả lời thuyết phục nhưng câu trả lời thuyết phục lại thành đá chìm đáy biển đến nay không biết điều này là thật hay giả nữa hạ thược nghe vậy nhíu mày chuyện này do có người hại cô sau lưng mà người này cô đã để lưu bản vương đi thăm dò tin sớm muộn gì cũng có kết quả thôi hạ thược chỉ cười khuôn mặt cô không biểu lộ gì đúng thế vì hiện giờ đang chuẩn bị tốt nghiệp việc học tương đối nặng tôi không hy vọng có người quấy dày nên cũng che giấu chuyện này với mọi người bên ngoài Tất cả vấn đề được giải thích Nhưng các phóng viên càng trừng mắt lớn hơn Có người lúc này nhớ tới khoảng thời gian trước Còn nói Hàn Đại Sư là học sinh của trường Thánh Gia Nữ Còn nói thông tin rất rõ ràng Cô là học sinh mới chuyển từ Đại Lục tới Học lớp 3A tên Hạ Thược Hạ Thược à? Khi nãy giám đốc bất động sản Ada là Emily Đã giới thiệu tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ cô ấy chính là tổng giám đốc tập đoàn hoa hạ tiểu thư hạ thược tại sao khi đó không ai phản ứng kịp vậy có phóng viên bấm nút chụp liên tục cũng do khi đó quá bàng hoàng cảm xúc lẫn lộn đan sen đầu óc nhất thời cũng không kịp phản ứng bây giờ nghĩ lại không phải như vậy à người ta ngay từ đầu công bố thân phận chẳng qua bọn họ không ngờ tới thôi hiện giờ thì rõ ràng rồi có người cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng thiếu chút nữa lấy tay chọc đầu vài cái Bất động sản Ada là chi nhánh tập đoàn Hoa Hạ. Chủ tập đoàn Hoa Hạ là đệ tử thân truyền của đường lão. Hạ Đại Sư là cố vấn phong thủy của bất động sản Ada. Cái này là cái gì với cái gì chứ? Hiện giờ cuối cùng có người hiểu được cái gọi là cố vấn phong thủy. Căn bản chính là khi sự việc chưa được công bố, bất động sản Ada vì muốn đánh trận thương chiến này với bất động sản thế kỷ mới ném quả đạn khói này ra ngoài thôi. Cụ củ đào cũng không biết Hạ Đại Sư chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Hạ, là ông chủ bí mật đứng sau bất động sản ADA. Hắn đang ngây ngốc định sử dụng 1% cổ phần tới hối lộ Hạ Đại Sư, xin cô giúp mình đối phó bất động sản ADA. Lúc này mọi người ở đây nhớ tới sự kiện trên DCD dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của bất động sản thế kỷ thì mới dần kinh hãi. Mặc dù cụ đào tốt trí đa mưu đang ngày chụp màn hình giám sát cắt câu lấy nghĩa muốn dùng dư luận đánh sụp bất động sản Ada. Nhưng không nghĩ, người ta đang một đoạn CD đầy đủ đánh úp lại mình. Chuyện này đến bây giờ, còn có người chưa biết chi tiết của chuyện này, không tưởng tượng được bất động sản Ada làm thế nào tìm được phần ghi hình ngày hôm ấy. Có người cho rằng, thừa dịp cù đào không chú ý, đã trộm ở chỗ hắn. Nhưng hiện giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, liệu có thật bị trộm không? Thiếu nữ trước mặt này, một mình có tới Hồng Kông, khi trong hoàn cảnh thế đơn lực mỏng lại vượt qua bốn đại gia tộc phong thủy dư khúc vương lãnh tạo nên cơn lốc dữ dội trong giới phong thủy hồng kông cô che giấu cho bất động sản ada là chi nhánh của hoa hạ để bất động sản ada dùng tư thái một công ty nhỏ ở hồng kông tạo nên cơn lốc khác trong giới bất động sản người như vậy sao có thể ngoan ngoãn bị kẻ khác tính kế luống cuống tay chân đến mức bị trộm mất cái đĩa kia chỉ bằng thân phận bị che giấu Là đối thủ cạnh tranh cù đào Dù gương mặt hạn đại sư mà mọi người biết rõ Đi tới bất động sản thế kỷ gặp cù đào Là có thể biết chuyện này do ai tính ai Thực sự khó nói mà Làm không tốt Thì trộm không được gà Mà lại còn mất nắm gạo Tiền mất tật mang Cù đào tính toán tỉ mỉ Những năm nay ta phong tản nhẫn trên thương trường Tính kế để những công ty bất động sản Phải đóng cửa vô số kể Không biết có bao nhiêu kẻ Nghiến răng nghiến lời với hắn trên thương trường đã từng có không ít người muốn liên hợp lại đạp ngã cù đào nhưng đều không thành công hiện giờ thì thành công rồi mà người thành công làm được chuyện này lại là thiếu nữ chưa đủ 19 tuổi cô là đệ tử của thái đầu giới phong thủy hồng kông đường đại sư tương lai là phong thủy đại sư mà rất nhiều nhân vật lớn nhỏ người hoa trên toàn thế giới cầu mong không được với thân phận này chỉ sợ những kẻ khinh thường tuổi tác của cô ngấp nghé tập đoàn của cô không dám có ý gì nữa đường lão có bao nhiêu nhân mạch khiến người khác sợ hãi tương lai cô có bao nhiêu nhân mạch khiến người khác ngước nhìn mà cô dùng thân phận đại sư phong thủy được lão phong thủy đường truyền thừa đúng tiêu chuẩn đi vào ngành bất động sản sau này trong ngành bất động sản liệu có ai là đối thủ của cô à vấn đề này không người nào hỏi nhưng đáy lòng mọi người dường như có đáp án rồi trong tương lai Nhất định Huy Hoàng đã được định sẵn Kế tiếp các phóng viên đứng dậy Tiến hành phỏng vấn Hạ Thược Sau khi biết toàn bộ các thân phận của cô Những câu hỏi đồng thời được dành ra Nêu ra có chút kịch liệt Nhưng Hạ Thược đứng trước khán đài Trả lời từng câu từng câu Giảng co trong hội trường họp báo hơn một giờ Khi các vấn đề được nêu ra xong Hạ Thược mới cười nói Cảm ơn các bạn truyền thông, hôm nay đến đây tối nay, một lát nữa còn có buổi dạ vũ, nếu mọi người có vấn đề gì, sau này chúng tôi sắp xếp phỏng vấn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Câu nói này của cô xem ra chấm dứt buổi phỏng vấn. Đám truyền thông đương nhiên không muốn đi, nhưng những gì được tuyên bố tối nay đã đánh quá sâu, quá mãnh liệt cho lòng mọi người. Tối nay, chắc hẳn sau khi trở về đều phải thức suốt đêm viết báo cáo rồi. Bởi vậy mà các phóng viên lúc này đứng dậy dưới sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn dắt nhau khỏi đại sảnh. Sau khi các phóng viên rời đi, bên trong đại sảnh bằng lên tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, phục vụ bưng sâm panh và rượu nho lục tục đi vào bàn tiệc, sắp xếp phần tiệc đứng, báo hiệu vũ hội chuẩn bị bắt đầu. Hạ thượng bước từ khán đài xuống, rất tự nhiên hàn huyên với đám người khi nãy vốn vây quanh Emily ở cửa đại sảnh, giờ lại vây lấy Hạ thượng Chẳng qua, những nhân vật nổi tiếng này có thái độ cung kính với Hạ Thược hơn. Dù sao, cô có tầng thân phận siêu nhiên ở đây. Hạ Thược nâng ly sâm panh, phát huy công lực ngăn cản rượu của mình vô cùng thuần thục. Khắp nơi không ngừng vang tiếng cười, nhưng ly rượu hầu như không vơi đi chút nào. Đi quanh một vòng, rất nhiều người không chờ được và muốn bắt chuyện với Hạ Thược. Hạ Thược cũng bắt chuyện với từng người, sau đó nhìn về khu vực nghỉ ngơi. Nơi đó không chỉ có đường Tông Bá, Trương Trung Tiên và Ôn Diệp, thân là con cưng được ưa thích trong hai giờ chính thương, thích thần, Lý Khanh Vũ ngồi đó. Là Nguyệt Nga, Trần Đạt cũng ngồi cùng một chỗ. Tầm mắt mọi người nhìn phía Hạ Thượng, đợi cô. Hạ Thượng mỉm cười, nói tiếng xin lỗi với người bên cạnh, rồi mỉm cười đi tới. Khi tới gần, nghe tiếng ôn diệp nhỏ giọng lầm bầm. Cả người mặc trang phục đẹp đẽ, đúng là hoàng phí thính lực hạ thược tương đối tốt đúng lúc nghe câu này cười nghiêng đầu nhìn phía cậu bạn ôn diệp <laughs> lần trước bảo cậu mặc đạo bào tới cửa phong thủy đường môn hòa nhập với đồng môn mà cậu không chịu cơ tối nay tính tới quán rượu làm rượu đồng à đây là cách nói chơi chữ Tiên có tiên đồng hạ thược chơi chữ thành rượu đồng ô diệp tối nay quả thực được tính là trang phục lộng lẫy đi toàn bộ là tút đô màu đen chiếc áo bên trong đeo cái nơ bướm nhìn qua thực giống quý ông nhỏ nhưng qua lời nói của hạ thược biến thành rượu đồng sắc mặt bạn rượu đồng kia lập tức biến màu đen buồn bực không biết tại sao có thể nói được lời này nhỉ đường tông bá cười, <cười> được rồi được rồi hai đứa các con thật là ở đâu cũng đấu khẩu được lão nhân gia vừa lắc đầu nói với mấy người xung quanh cô bé này là sư thúc tổ rồi mà còn hợp với mấy lão trong môn phái gây khó dễ cho mấy đệ tử nhỏ tuổi nhất đã là tổng giám đốc của một tập đoàn có cứ như đứa trẻ không lớn vậy lão nhân gia tuy hơi cằn nhằn nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong mắt hắn vừa yêu thương vừa bất lực trước hạ thược là nguyễn nga cười còn là tổng giám đốc Tuổi cũng đến đây rồi mà vẫn không bớt được cái tính trẻ con. Thích thần cũng cười, dựa trên ghế sofa, hắn tư thế rất đính đạc, hắn ngẩng cao đầu nhìn hạ thược ánh mắt thưởng thức. Lý Khanh Vũ cũng nhìn hạ thược, khoai môi mỉm cười trầm tĩnh. Từ khoẻ khắc nhìn thấy cô ấy xuất hiện tối nay, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cô. Bộ dáng vô cùng cuốn hút khi diễn thuyết trên khán đài, khi quân nâng ly sâm đi vòng quanh những nhân vật nổi tiếng dáng vẻ cô xinh đẹp đi tới Hài hước trêu chọc đồng môn Hắn nhìn chăm chú tất cả Giữ lại cho sau này Nhớ lại, cất lại Hạ thược cảm nhận ánh mắt lì khanh vũ Ngước mắt nhìn hắn Người đàn ông thấy cô nhìn phía mình Đôi mắt thâm trầm sau cặp kính trong nháy mắt ngương trệ Lập tức cảm thấy hạ thược với nụ cười xinh đẹp hài hước đi tới <laughs> Ngày Lý à, tối nay anh mang thủ lao tới cho tôi ư Lý Khanh Vũ nghe tiếng ngài Lý Nụ cười bên môi thoáng cứng lại Nhưng sau khi nghe nửa câu sau Thì ngó qua chỗ khác cười À Em quả là tham tiền Hạ Thược mỉm cười đi tới Là Nguyệt Nga vẫy tay với Hạ Thược Bảo cô ngồi xuống cạnh mình Sau khi Hạ Thược ngồi xuống Quay đầu sang phía Lý Khanh Vũ Tôi không tham tiền Sẽ không có tập đoàn hoa hạ như vậy Cho nên không thể nuốt tiền của người tham tiền được Sớm nộp đi chứ Lý Khanh Vũ quay đầu mỉm cười. cười. Tôi không mang tiền. Nếu em có thời gian thì để cho tôi lấy. Tính cả tiền thưởng của tôi à? Hà Thược cười hỏi. Lý Khanh Vũ khi ấy đã đáp tăng lương cho cô. Nụ cười người đàn ông thâm sâu hơn. Lại quay đầu đi chỗ khác. Em đến rồi sẽ có. Lời đối thoại giữa hai người. Ngoại trừ đường tông bá. Tất nhiên người khác không ai nghe hiểu. Thích thần xoa cảm suy tư. Ánh mắt nhìn Hạ Thược và Lý Khanh Vũ Khíp mắt lại Cô nàng này <laughs> Thích thần ho khan một tiếng Lon bia trong tay vang lên tiếng ken két Hạ thược liếc mắt nhìn sang Thích thần liền đi lòng vòng Vừa vặn để lộ bộ trang phục đeo caravat lộng lẫy tối nay Hạ thược dường như không thấy nhíu mày nói Cô hỏng thích đương xa không tốt ư Không tốt thì uống ít rượu thôi đấy Thích thần nhíu mày Nghe nửa câu đầu sắc mặt đen đi Nhưng nửa câu sau Thì dứt khoan âm trầm chuyển tầm mắt Quay đầu nhìn Hạ Thược tùy tiện nở nụ cười Hạ Thược nói thêm một câu Miệng cho uống đến mức không thoải mái Lại muốn trách buổi giả vũ của tôi Mang đồ uống làm hỏng cổ họng của ngài Sắc mặt thích thần lập tức trở nên âm trầm Có có xu thế dáng sấm chớp rền vang cơ Hạ Thược cười Quay đầu bắt chuyện với La Nguyệt Nga và Trần Đạt này con bé này, chuyện lớn như thế Sớm không thông báo với chị một tiếng hả à? Làm chị bị dọa hết cả hồn đấy Là Nguyệt Nga lôi kéo tay Hạ Thược giận cô Chị em hai người dường như vô cùng thân mật Thích thần biết vì sao Vậy nên đổi lại đến lượt lý khanh vũ ngẩn người Để chị nhìn chút xem nào Wow, bộ sườn xám này á Hợp thực sự với em luôn ý Là Nguyệt Nga quan sát Hạ Thược khen ngợi Này, chị ở trong ngành phục trang lâu như thế Nhưng mà chưa bao giờ thấy cảnh như thế này luôn ý Hay là lần đầu thấy Có người mặc sườn xám truyền thống mà thú vị thế này nhở Sợi chân châu này phối hợp cũng rất được em ạ à. Tôn lên phong cách của em Sau này nhá Lễ phục của em cứ giao cho chị Chị bao hết em Hạ thừa cười Bộ sườn xám này sắc thực cuối tuần vừa rồi Cô tới một hàng của công ty Lan Nguyệt Nga Nhờ nhà thiết kế nơi đó Đo cơ thể thiết kế hộ Về phần sợi dây chuyển chân trâu và hoa tai thì đều là sư huynh tặng cho cô trong đêm lễ trưởng thành. Lại nhớ tới từ thiên giận, hạ thược rũ mắt. Sư huynh đã trở lại quân khu tỉnh Thanh. Mặc dù đêm nào hai người cũng gọi điện thoại cho nhau, nhưng không gặp mặt, quả thực là nhớ quá. Nhưng là mỗi ngày Chủ nhật tới, hiện giờ mỗi tới thứ sáu, Hạ Thược thuê xe trở về nhà sư phụ, cô ở lại trong phòng sư huynh như trước, thỉnh thoảng nhớ khoảng thời gian hai người bên nhau hay à, tối nay em gái thành danh, danh tiếng lẫy lừng, chị dám cam đoan, sáng mai em nổi tiếng cả cảng lấy luôn. Em gái của chị trẻ thế này thành danh, lại có tài có mạo, lại còn là đại sư phong thủy. Wow, nhất định có hàng tá chàng trai giàu có theo đuổi em không ngớt đấy. Là Nguyệt Nga trêu đùa, ngay sau đó bưng một ly sâm panh lên. <laughs> chị cũng phải kính em một ly, tối nay á quá hoàn mỹ em ạ. À. Cô vừa nói rất lời, thích thần, ly khanh vũ, cầm ly rượu tới cùng nâng ly với mọi người. Hạ Thược nâng ly sâm panh cảm tạ, nhưng cũng không uống mà nhìn về phía La Nguyệt Nga. Người khác kính em, em nhất định uống, nhưng chị Nguyệt Nga kính em, em không dám uống đâu. Lời này khiến Trần Đạt thích thần Lý Khanh Vũ ngẩn người. Chỉ có đường Tông Bá và Trương Trung Tiên cười ha ha, ôn diệp thì nhún vai liếc nhìn La Nguyệt Nga. La Nguyệt Nga sửng sốt. Ơ, sao nói thế? Chị mời rượu, sao không dám uống? Hạ Thược cười nói <cười> Phụ nữ có thai lớn lắm Em nào dám để chị Nguyệt Nga mời rượu Còn nữa, chị bây giờ không nên uống rượu đâu xâm banh cũng không được đụng vào Là Nguyệt Nga sửng sốt Biểu cảm có chút ngu ngơ Hả? Cái, cái... cái... cái gì? Thích thần cau mày nhìn phía Hạ Thược Là Nguyệt Nga dù dưỡng nhang tốt Nhưng gương mặt có vẻ chỉ 30 Nhưng thực tế 48 tuổi rồi Cô ấy đang mang thai à? Hạ, hạ, hạ đại sư, lời của em là, là ý gì chứ? Là Nguyệt Nga đang ngu ngơ, Trần Đạt lại kịp phản ứng, hai mắt anh sáng quắc, giọng điệu thì lập tức kích động. Hạ thược nhìn phản ứng của hai vợ chồng, biết bọn họ hoàn toàn không biết gì, vì vậy lắc đầu cười nói. <cười> Các người đúng là sâu ý quá đấy, cũng không tới bệnh viện khám xem thế nào. Hay à, gương mặt chị Nguyệt Nga, ửng hồng như hoa đào thế này Khí huyết hư phù Đôi mắt thì trạng thái lờ đờ Rõ ràng đang trong thời kỳ mang thai mà Nhưng Hạ Thược cũng hiểu nguyên nhân Cả hai không phát hiện ra Với độ tuổi hiện nay của La Nguyệt Nga Chỉ sợ cả hai cho rằng quá tuổi sinh đẻ Sẽ không có con nổi nữa Nhưng độ tuổi sinh đẻ Chỉ là về đa số người thôi Trên mặt y học không thiếu những ví dụ Về sinh sản khi quá tuổi Thời kỳ mang thai Đại sư, ý cô Nguyệt Nga có thai? Giọng điệu Trần Đạt trở nên kích động. Lời nói là câu hỏi, nhưng bộ dạng của hắn rõ ràng đã tin lời hạ thược. Là Nguyệt Nga vẫn còn vẻ mặt ngu ngơ, không thể tin nổi. Hạ thược cười nói. Chị Nguyệt Nga, thân thể của chị thì chị tự mình hiểu rõ mà. Ngày mai chị tới bệnh viện khám đi nhé. Thật, thật sự. Là Nguyệt Nga che miệng, trên gương mặt biểu lộ về bất ngờ Xen lẫn vui mừng không thể tin nổi Chị, chị, chị còn tưởng rằng Cô tưởng rằng Đời này cô không thể có con Hôn nhân của cô với chồng những năm gần đây Vì hai người không thẳng thắn Nên thời điểm cãi nhau cũng nhiều lên Chuyện phòng the của họ ít đi Hiện giờ Mặc dù tình cảm hai người đàm thắm hơn Chuyện phòng the đương nhiên nhiều lên Nhưng chuyện đưa bé Cả hai người không nghĩ tới nữa Vì cô sắp 50 tuổi sao có thể mang thai chứ cuộc đời này sống đến cái tuổi này có thể không như khi cãi nhau còn trẻ có thể học được cách thẳng thắn thấu hiểu cô cảm thấy thời gian thoải mái hơn trước kia không phải không nghĩ đến chuyện sinh con để giữ người đàn ông mình yêu thương nhưng đứa trẻ cầu mãi không được hiện giờ vợ chồng bọn họ không nghĩ tới nữa ai ngờ đứa trẻ lại tới à điều này điều này đây đúng là sự việc cực vui. Nào em ơi em ơi, chớ kích động chớ kích động mà. Trần Đạt luống cuống tay chân, trước gương mặt cũng không biết biểu lộ kinh nghỉ hay lo lắng. Hắn vội vàng lấy ly sâm panh trong tay vợ để không cho cô được uống nữa. Là chớ kích động quá, hiện giờ kích động quá, có quá sớm chút. Hạ thường nhìn hai vợ chồng luống cuống chân tay, quả bom nặng vẫn chưa có ném xong. Ừ. Trên không khí sắc chị Nguyệt Nga hồng hào, là tương đương có con trai Nhưng ngoạn tầm khí sắc hoàng minh Tương đương có con gái Chỉ sợ là song bào long vượng đấy Phải hay không Thì hiện giờ em cũng chưa thể kiểm tra ra được Đành phải nhìn tình huống sau này thôi ạ Chuyện tướng mạo Mang tính xác suất Cũng không nhất định đúng Nhưng đối với La Nguyệt Nga và Trần Đạt Mà lại nói thì rất chuẩn Bởi vì hạ thừa khi nãy đã mở thiên nhãn xem một chút Một đôi long phượng xinh đẹp Chẳng qua nơi ấn đường La Nguyệt Nga có chút u ám có thể nhìn thấy khi sinh cặp này cũng không quá thuận lợi dù sao cô cũng ở cái tuổi này rồi <laughs> con gái nhất định có duyên từ kiếp trước với cha mẹ hai vợ chồng trương luôn cãi nhau không ngừng đứa nhỏ không tới được bây giờ chúng tới rồi vì duyên phận với hai người đấy hạ thuộc nhìn hai người nhắc nhở nhưng với tuổi của chị nguyệt nga sợ là gặp chút khổ sở em đề nghị chị nên tới bệnh viện sớm đi trong năm cẩn thận chút nhé là nguyệt nga và trần đạt bị bỏ bom thật rồi hai vợ chồng nhìn nhau không thể tin được song bào long vượng thai bọn họ trước nay chưa bao giờ dám nghĩ tới bọn họ cho rằng cả đời này như thế là đã định chưa bao giờ nghĩ tới có thể có một ngày hạnh phúc thế này trần đạt phản ứng nhanh hơn so với la nguyệt nga kích động đến mức chán đầy mồ hôi cô liên tục gật đầu cầm tay vợ điều này Điều này là đương nhiên Là điều đương nhiên Hạ Đại Sư Vậy Vậy chị 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 Là Nguyệt Nga nói chuyện lắp bắp Có chút không biết phải làm sao nhìn chồng mình Điều này khác nhau một khi trời một vực So với dáng vẻ nữ cường nhân từ ngày của cô Trần Đạt nói Tối nay trở về Anh sẽ mời bác sĩ Lưu qua xem thế nào Hạ Thược thả người về sớm hơn <laughs> Thôi, không cần đợi khi giả vụ kết thúc đâu. Dạ vũ còn khoảng một thời gian nữa, nơi này ồn ào lắm, chị Nguyệt Nga vẫn là thích hợp về nhà nghỉ ngơi. Để em tiễn hai người, sớm về nghỉ ngơi đi. Dứt lời Hạ Thược đứng dậy, gọi phục vụ đại sảnh, bảo người đó xuống lầu gọi tài xế la ra, lái xe tới cửa khách sạn chờ. Trần Đạt đỡ la Nguyệt Nga, hai vợ chồng có có chút ngu ngơ. Nhưng hai người vừa đứng dậy, từ xa trông thấy tổng giám đốc Đồng Lâm, xí nghiệp đóng tàu Đồng Thị dẫn theo vợ con đi tới. Sang mặt Đồng Phu Nhân ngượng ngùng, nhưng cố gắng nở nụ cười tươi tắn nói với Hạ Thược. À, Hạ Tiểu Thư. Sự xuất hiện của Đồng Phu Nhân khiến hai người La Nguyệt Nga, Trần Đạt ngẩn người. Bồi bàn đi thông báo cho tài xế, tài xế chưa tới, hai người đành tạm thời ngồi trên ghế sofa. Trần Đạt vị La Nguyệt Nga cẩn thận, giống như cô mang thai được 8 tháng, vẻ mặt kinh ngạc như muốn khóc. Nhìn thấy người công ty đóng tàu đồng thị tới Cũng thu lại sáng vẻ một chút Rồi cẩn thận ngồi xuống Hạ thược vốn định cười hai vợ chồng này Nhìn đồng phu nhân chào hỏi với cô Nên cô đành ngước mắt nhìn bà ta Nụ cười của đồng phu nhân vô cùng mất tự nhiên Nhưng vẫn chào hỏi hạ thược Người chồng đồng lâm bên cạnh bà ta Cũng ngượng ngùng cười Âm trầm trừng mắt với vợ mình Đồng phu nhân dù đôi mắt liếc nhìn chồng Âm thầm lôi kéo cánh tay con gái Kéo đồng chỉ văn lại đây bà ta hỏi con gái và biết đêm đó có gái leo ra khỏi tường trường học và được hạ thược cứu nếu cô chịu ra tay cứu con gái bà ta thì có nghĩa hai người có chút giao tình khi ở trường học như vậy nói chuyện cũng dễ dàng hơn đồng chí văn bị mẹ lôi kéo đi về phía này trạng thái có vẻ có chút bối rối cô ta liếc nhìn mẹ rồi ngước mắt cười kín đáo với hạ thược khẽ gật đầu rồi lại cúi đầu chào đồng phu nhân thấy con gái mình ngay cả câu hỏi thăm cũng không biết nói với Hạ Thược Thì hung ngăng lườm cô ta một cái Rồi quay đầu nhìn Hạ Thược nở nụ cười Hạ Thược thấy thần sắc một nhà ba người này Thì cũng tươi tỉnh lắm Vừa rồi khi cô bước từ phía sân khấu xuống Đồng Lâm thân là tổng giám đốc xí nghiệp đóng tàu đồng thị liền tới Hàn Huyên với cô Bởi vậy mà lúc này đây Khi người đồng xa tiến tới gần đây Hạ Thược không chào hỏi đặc biệt với Đồng Lâm nữa Khi nãy thì La Nguyệt Nga ngồi xuống lần nữa. Hạ Thược liền ở bên cạnh giúp cô một chút, cũng ngồi xuống bên cạnh La Nguyệt Nga. Sau khi Hạ Thược ngồi xuống, vợ chồng Trần Đạt, La Nguyệt Nga cũng ngồi xuống. Thích thần Lý Khanh Vũ bên cạnh, không có ý định đứng dậy. Ngoại trừ ôn diệp đứng phía sau xe lan của đường Tông Bá. Trương Trung Tiên ngồi ở ghế sofa, mấy người đều không có ý muốn đứng dậy. Chỉ có đồng gia đứng trước mặt mọi người, có thể không xấu hổ à? Độc Lâm cười xấu hổ, trước đó đã bắt tay nói chuyện vui vẻ với hạ thược người chung quanh thì quá nhiều hắn không có ý nhắc tới chuyện ở đại sảnh khi nãy thấy hạ thược đi tới khu vực nghỉ ngơi nên hắn mới dẫn vợ con lại đây hơn nữa đến đây cũng có chuyện muốn nhờ cô có việc nhờ người đương nhiên giá trị bản thân tự động thấp hơn ba phần xí nghiệp đóng tàu đồng thị là xí nghiệp thương hiệu lâu đời tiền bối trong thương giới đồng phu nhân lại là người sai trước Đồng Lâm cũng đành phải chịu đựng Sự lạnh nhạt lúc này của Hạ Thược uh, 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 Tổng giáo đốc hả Tôi vừa mới nghe con gái nói Cả hai học trong Thánh Gia Nữ Cô xem, điều này đúng là có duyên mà <laughs> Đồng Lâm thấy vợ ngại Nên lên tiếng chào hỏi rồi không mở miệng nữa Đành thay bà ta giải thích tình cảnh lạnh lẽo này Hạ Thược ngồi trên sofa Nghe như vậy thì nhíu mày Rồi lại thản nhiên nói <laughs> Duyên phận trên đời có nhiều loại mà Cứu đồng tiểu thư xem như là duyên phận Nghe đồng phu nhân dạy dỗ cũng là duyên phận Chuyện xảy ra đêm Giáng sinh Cộng với chuyện xảy ra tối nay Ở cửa đại sảnh Những người ngồi đây không ai không biết Nhưng khi nghe xong lời hạ thược nói Thì đều ngước mắt nhìn phía đồng phu nhân Sang mặt làng Nguyệt Nga Lập tức trở nên lạnh lẽo Với gia thế, thân phận của mình Người đồng gia trước mặt cô Chỉ có thể dùng thân phận nịnh nọt tới mà thôi Đừng thấy cô luôn tươi cười Trước mặt hạ thược Nói về chuyện nhà La Sa Bình thường trong giới thượng lưu là Nguyệt Nga nổi tiếng là người có thân phận cao quý Nhưng mà Người cô nhìn không thuận mắt Thì cô dùng thái độ lạnh nhạt ngay tức khắc Gương mặt lạnh lẽo lúc này của cô Lập tức khiến trái tim đồng phu nhân Phải đập lạc nhịp Nhưng không đợi đồng phu nhân Kịp thời phản ứng Cô dùng ánh mắt bá liệt trừng bà ta Đồng phu nhân rời ánh mắt đi chỗ khác Thấy thích thần ngồi trên ghế sofa Khi vũ cuồng vọng Ánh mắt rõ ràng như ánh mặt trời trói trang Sống lưng bà ta loạn hết cả mồ hôi Nhìn một cái thôi Cảm thấy lồng ngực có cảm giác Bị ai nện cho một phát thật mạnh vậy Đồng phu nhân sợ tới mức Hít thở không dám Trong giới thượng lưu Thích thần là sự tồn tại đặc biệt Hắn là đương xa hiện giờ của Tam Hợp Hội Tập đoàn Tam Hợp Hội Có vị thế áp đảo đồng thị Trong ngành công nghiệp đóng tàu Đồng thị tất chỉ có thể cung kính Trước mặt Tam Hợp Hội Gặp thích thần Đồng phu nhân tức khắc trở nên cẩn thận Bà ta không dám đối mặt thích thần Đành chuyển ánh mắt sang chỗ khác Lại đúng lúc đối diện đôi mắt Lý Khanh Vũ Người đàn ông này tác phong vô cùng dứt khoát trên thương trường Lúc này dưới đánh mắt trầm tĩnh Ẩn chứa sự quyết đoán Ánh mắt qua cặp kính cũng càng lạnh lẽo thâm trầm Tiếng ngờ dứt khoát của Trương Trung Tiên vang lên Ừ, nhà đầu nhà chúng tôi Nhưng lão gia nhà chúng tôi có không nỡ nói một câu đấy từ bao giờ đến phiên người khác dạy bảo thế?" Đường Tông Bá chỉ vuốt sâu, sắc mặt uy nghiêm nhìn Đồng phu nhân. Bầu không khí ở khu nghỉ ngơi thâm trầm đến mức vợ chồng Đồng Lâm có chút bối rối. Đồng Lâm vốn tưởng dẫn theo vợ con tới đây, nói lời xin lỗi là được rồi. Vợ mình bình thường coi trọng gia thế thân phận, luôn hà khắc với người ngoài. Nhưng Đồng gia trong tầng lớp này có chút mặt mũi, khối tài sản trên thương giới Hồng Kông, từ đối xếp trong năm vị trí đầu, bởi vậy bà ta bình thường mặc dù miệng nói lời cay nghiệt nhưng không dám ai dám so đo với bà ta nào biết hôm nay lại đá vào tấm sắt thế này mặc dù đối phương là người mới trong thương giới nhưng là kỳ tài sau khi nuốt bất động sản thế kỷ khối tài sản tương xứng với đồng thị nhưng mấu chốt chính cô là đệ tử thân truyền của đường lãi tháo xa ở trong giới phong thủy học lại là, là đại sư phong thủy hàng thật giá thật chỉ với thân phận này Hai đại lão trong cả thương giới chính thương Cũng không dám có sắc mặt gì với cô Hố ngủ đồng gia Hơn nữa Điều khiến người đồng gia lạnh sống lưng Trở nên mơ hồ nhất Chính là người thiếu nữ vừa đặt chân vào vòng tròn buôn bán Hồng Kông Đã có quan hệ tốt với La Sa Tam Hợp Hội Tập đoàn Doa Huy à Trước buổi tối hôm nay Có người cảm thấy khó hiểu Sao thích thần tích cực như vậy Với chuyện câu lạc bộ tư nhân Hoa uyển Náo loạn nửa ngày Lại có quan hệ mật thiết với đương gia của tập đoàn Hoa Hạ Mà nhìn dáng vẻ Lý Khanh Vũ Dường như không phải Vì hai người có quan hệ hợp tác thôi đâu Người đồng xa ngựa ngùng Đứng sướng sờ nơi khu vực nghỉ ngơi Và bầu không khí kỳ lạ Trong khu vực nghỉ ngơi Cũng sớm khiến những nhân vật nổi tiếng chú ý tới Phải biết rằng Những người ngồi bên trong khu nghỉ ngơi Đều là những nhân vật quan trọng cả Đường Tông Bá, Tích Thần, Lý Khanh Vũ La Nguyệt Nga tất cả những người nào trong những người này xuất hiện trong buổi xã hội tối nay đều là đối tượng mọi người hận không thể vây quanh ngày hôm nay lại ngồi cùng một chỗ có thể không thu hút được mọi người à trước khi đồng gia bước tới mọi người thỉnh thoảng nhìn chằm chằm sang đó cũng đã nhìn thấy bầu trời không khí nói chuyện phiếm kia nhìn rõ ràng sắc mặt của đám người thích thần lý khanh vũ cùng la nguyệt nga khi bọn họ nói chuyện với hạ thược dùng thái độ tùy ý điều này càng khiến những người có mặt ở buổi gia vũ phải bàng hoàng hơn xem ra mấy người này quen biết nhau từ trước rồi hơn nữa xem ra quan hệ có vẻ cũng tốt quả nhiên là nhân mạch phong thủy xưa khiến ai cũng kính trọng âm nhạc trong đại sảnh vang lên nhẹ nhàng chậm rãi sau khi người đồng xa đi tới bọn họ đều không nghe thấy nhưng bầu không khí kia không tốt chút nào thì mọi người có thể cảm nhận rõ ràng mà có một số người nhìn thấy cảnh đồng phu nhân đứng ở cửa đại sảnh sẽ bảo hạ thượng mặc dù không hiểu sao khi thấy cô ấy mặc trang phục công sở đi theo Emily vào đại sảnh nhưng nhất định quan hệ giữa hai người không thoải mái chắc bây giờ hai vợ chồng đồng thị đến xin lỗi đây nếu mới gặp cái tình cảnh lạnh lẽo thế này đồng phu nhân hiện giờ không dám nói lời nào đồng lâm thì gượng cười phá vỡ bổ không khí ờ ờ ờ đốc hạ có một số việc đều là hiểu lầm hiểu lầm thôi mà có câu không đáng không quen à, <laughs> nghe nói cô cứu con gái tôi có cơ hội để đồng ra chúng tôi mời cô ăn bữa cơm tạm bày tỏ lòng biết ơn đi sau này có cơ hội liên lạc với nhau nhiều một chút dù sao cô và con gái tôi cũng là bạn học đây quả là sự trùng hợp trùng hợp mà đồng lâm lấy chuyện hạ thược đi cứu đồng chỉ văn làm đề tài nói chuyện khéo léo phá bỏ không khí xung quanh hạ thược hơi gụp mắt vẫn thản nhiên cười nói chậm rãi <laughs> Không dám đâu Đồng gia da là danh môn Làm sao tôi dám trèo cao được chứ Đồng phu nhân nghe xong Da mặt lập tức trở nên căng cứng Tôi chỉ là con gái của nhà bình thường thôi Gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng Mới có được thành tựu như hôm nay Đồng gia tuyệt vời như vậy Tôi chỉ sợ không dám đơn giản qua lại Mà đồng gia tôi sợ tôi mà cảm tự ti Sẽ phải kính sợ mất Hà Thược nâng ly sâm panh, khẽ cười nhấp một ngụm. Mặt của vợ chồng Đồng Lâm lập tức nóng bừng. Con gái nhà bình thường à? Bà ta quả nhiên cái gì cũng dám nói. Nó là xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mà tài sản ngang ngửa đồng gia hiện giờ. Cô có cảm giác cảm thấy tự ti mặc cảm không? Rốt cuộc, ai mới là người nên tự ti mặc cảm đây? Đồng Lâm chỉ có thể cười kha một tiếng từ khi hắn dốc sức tạo thành tựu như vậy trong ngành đóng tàu đã nhiều năm hắn không gặp tình cảnh lạnh nhạt như vậy nếu đổi lại là những dịp bình thường hắn giận dữ rời đi rồi nhưng lúc này chỉ có thể cười làm lành ai bảo vợ hắn gần đây luôn gặp ác mộng mời bác sĩ gia đình về kiểm tra cũng không có kết quả còn đang muốn nhờ hạ thượng tối nay xem hộ đây nhưng bọn họ dường như có khiến vợ chồng họ chưa đủ khó coi lúc này la nguyệt nga cười một tiếng nhịp phía hạ thược sau đó trêu chọc nói <laughs> ý em muốn nói la ra chúng tôi không đủ tráng lẽ nếu không tại sao lần trước mời em tới ăn cơm mà lại không thấy em kinh sợ lúc này lý khanh vũ quay đầu nhìn hạ thược trong đôi mắt trầm trầm chứa ý cười nhạt cô ấy sẽ kinh sợ ở lại lý ra hai tháng cũng chưa từng thấy cô ấy sợ ai ngay đến đây lông mày thích thần thâm trầm nhíu lại hùng ngang liếc nhìn vẻ mặt hạ thược và lý khanh vũ ồ oh, thật không những nơi cô đi tới nhiều đấy lúc nào tới đài trạch thích ra ở một chút đi ở lại cũng đừng đi nữa lý khanh vũ nghe vậy lại quay đầu nhìn thích thần hai người đàn ông đối mặt nhau ánh mắt một người cuồng vọng khi thế bá liệt chém chết vạn người trên chiến trường một người giống như chìm trong bảo khố kín đáo không ra khỏi vỏ bọc nhưng một khi ra khỏi vỏ bọc chính là hủy diệt nhật nguyệt là nguyệt ngà không ngờ chỉ một câu nói trêu chọc của mình lại khiến lý khanh vũ thích thần phản ứng theo cô lập tức dùng ánh mắt thú vị nhìn hai người nhưng khi nhìn phía hạ thược thì ánh mắt đã trở thành hứng thú bôi dưa lê hạ thược liếc nhìn hai người ngay sau đó di chuyển ánh mắt đi chỗ khác chỉ làm như không thấy gì sang mặt cặp vợ chồng đồng thị kia họ phải bàn có bao nhiêu đặc sắc lý ra la ra thích ra Gia tộc nào chẳng tráng lệ hơn so với đồng gia Bị người ta vẽ lên mặt Đúng là không dễ chịu mà Hơn nữa Hạ Thược Lại từng tới dùng cơm Lai xa, Lại còn ở Lý Gia hai tháng à Hiện giờ cả trong lời nói của Thích Thần Dường như có chút cảm xúc gì đó Vợ chồng Đồng Thị Đều là người từng trải Sao không nhìn ra Lý Khanh Vũ Và Thích Thần đều có tâm tư với Hạ Thược Nếu không thì đã sống uổng phí rồi Đồng Lâm lập tức hung hăng liếc nhìn vợ đã nói dạy dỗ ai thì cũng phải đánh bóng mắt hôm nay bị dạy dỗ lại rồi bà kéo phiền phức đến rồi bà tự giải quyết đi đồng phu nhân đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt chồng hiếm khi luống cuống thế này bà đâu ngờ rằng cô nhóc này có bản lĩnh như vậy chứ hơn nữa trước đó cô không nhìn ra cô nhóc này là tổng giám đốc gì đó sớm biết thế bà ta dám dạy dỗ cô tả gương mặt đồng phu nhân đỏ lên nhưng hiển nhiên tối nay bà không xin lỗi thì muốn mở miệng cầu xin đối phương xem xem bản thân có phải bị chúng ta không rất bất tiện vì vậy bà đành xịu mặt xuống nhìn phía hạ thược ờ um, hạ tiểu thư à ờ uh, trước đó vì chuyện cô con gái dạy hoài không khá lên được cho nên tâm tình tôi không có tốt không biết chuyện xảy ra Rõ ràng giận chó đánh mèo đổ hết lên đầu cháu Hay à, việc này là do Do gì không đúng gì gì xin lỗi cháu Mong cháu bỏ qua cho Đồng phu nhân nói đến đây Cả khuôn mặt nóng bừng lên Bà ta đã khi nào phải nhận lỗi với người ta chứ Quả thật Đây là chuyện lần đầu gặp phải Hạ thừa cười, <cười> Quan hệ giữa người với người Sao có thể không có chút hiểu lầm Tâm trạng đầu phu nhân cho có thể hiểu được Hai mắt vợ chồng đồng thị Lập tức sáng ngời Sắc mặt vui vẻ hơn hẳn Nhưng Hạ thược lái sang chuyện khác Sắc mặt trở nên ảm đạm Ngưng mắt nhìn đầu phu nhân Đồng phu nhân Tôi chưa giờ biết trên thế giới này Có những người có gia thế Quan niệm xa việc không thể cưỡng ép Nhưng gia thế không đại diện cho sự nuôi dưỡng Nếu giữa hai chúng ta chỉ hiểu lầm chút thôi Thì là cười bỏ qua nhưng người dạy dỗ nuôi dưỡng tôi là cha mẹ tôi Mặc dù ra thế tôi bình thường Nhưng từ nhỏ cha mẹ dạy tôi thành người tướng ly từng tí Họ đã phải tốn công tốn sức Nên tôi càng không thể để người khác Hỏi han lấy sự dạy dỗ nuôi dưỡng của tôi Điều này chẳng khác gì có người nói Các người dạy dỗ con gái mình không tốt Cũng chính là đang chỉ trích những người như vậy Ân cần thăm hỏi sự dạy dỗ nuôi dưỡng của tôi Chẳng khác nào ân cần thăm hỏi chính cha mẹ tôi Tôi đương nhiên là muốn thảo luận một chút vấn đề này với các người Nét mặt hạ thược lãnh đạm Đường tông bá thì vua dâu gật đầu Thích thần Lý Khanh Vũ, La Nguyệt Nga Đều nhìn cô Đến bây giờ bọn họ mới hiểu Tại sao tối nay cô khiến vợ chồng đồng thị mất mặt như vậy Đồng phụ nhân lập tức sửng sốt Suy nghĩ một lúc Rồi nhớ tới khi ở đại sảnh Bà ta từng nói một câu Có người dù thành tích có tốt Không được không tốt Sẽ không được dạy dỗ tốt Không ngờ những lời này chọc giận hạ tiểu thư Bà ta tưởng rằng vì bà ta hai lần bới móc cô, cô mới tức giận cơ. Ờ, 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 thì lời này là do tôi, tôi thuận miệng nói thôi, à, cũng không có ý làm là nhằm vào cô đâu. Nếu tức giận tôi vì câu này, thì tôi xin lỗi, như vậy, như vậy, chu toàn rồi chứ. Đồng phu nhân cười hưởng, mặt mũi xem ra mất hết rồi. Trong đại sảnh, rất nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, mặc dù bọn họ không nghe thấy bên này nói gì, nhưng vì không nghe thấy Mà có một số lời khó chuyển đi Sau buổi tối hôm nay Bà ta sợ rằng Sẽ không có mặt mũi trong vòng thương giới Nếu như bị những vị phu nhân giàu có biết được chuyện Về sau không cười chết bà ta ư Đồng chỉ văn không ngờ Cha mẹ phải chịu sự lạnh nhạt thờ ơ thế này Mặc dù cô ta bất bán với cách làm của mẹ Nhưng dù sao cũng là cha mẹ mình Lúc này cô nhìn phía Hạ Thược Hạ Tiểu Thư à Thược xin lỗi mà Xin lỗi là do tôi không nói rõ ràng với cha mẹ đấy Tôi biết người khác nghe không quen Chỉ bằng Chỉ bằng tôi thay bà xin lỗi cô Cầu xin cô đừng tức giận nữa mà Hạ thược nhìn đồng chỉ văn Sắc mặt thong thả trong lòng thở dài Đồng gia có cô gái hiếm có thế này Chỉ tiếc đồng phu nhân được hưởng phúc mà không biết Càng muốn sắp xếp mai mối cho cô ta Muốn bò lên cao hơn Đến ngay cả khi Cô gái nói chuyện giúp mình Mà không thấy bà ta cảm động gì Thực sự hoài nghi Rốt cuộc họ có phải người thân ruột thì không nhỉ Nhưng đây là chuyện của đồng gia Hạ thừa không muốn quản quá nhiều Đồng gia có lời xin lỗi với cô Lúc này cô hơi gật đầu Xem như bỏ qua mọi chuyện Người đồng gia lúc này thở vào nhẹ nhõm Nhưng muốn nhờ hạ thược giúp Thì vẫn còn lúng túng Đồng chỉ văn thấy sự xấu hổ của cha mẹ Thì cúi đầu liền lên tiếng thêm bọn họ Cái đó tôi xin lỗi Tôi biết bây giờ nói chuyện này hơi quá đáng nhưng xin hạ tiểu thư giúp một việc với là về mẹ của tôi bà ấy bà ấy từ đêm giáng sinh về đêm nào cũng gặp ác mộng đã liên tiếp gần một tháng rồi bác sĩ cũng không tra ra kết quả gì nữa người nhà chúng tôi hoài nghi có phải là chúng ta hay gì đó không tôi tôi không biết là như thế nào nữa xin hạ tiểu thư xem giúp được chứ quan hệ của đồng chỉ văn với hạ thược thực sự cũng không thể nói là rất thân thiết Tối nay khi biết thân phận thành tựu của Hạ Thược Cô ta càng bội phục Hạ Thược Nhưng chuyện mẹ mình đắc tội là có thật Dù bội phục thì cũng không thể lôi kéo làm quen Đành nói chuyện cẩn thận Chẳng qua nói chuyện với người như vậy Cô ta lớn trường này rồi Chưa bao giờ phải làm Cảm giác Hạ Thược trước mặt Giống như những cô dì chú bác Mà cô ta bình thường phải đối mặt Dù sao thân phận Hạ Thược Dường như cũng ngang bằng với cha mình Mà bản thân lại chỉ là con gái của đồng gia Đương nhiên thân phận thấp hơn một bậc đồng lâm thấy con gái vội vàng mở lời giúp thần sắc có chút cảm động còn đồng phu nhân thì thấy con gái một đánh mắt khen ngợi hạ thược thấy thế trong lòng cảm thán nhưng trên mặt không hiện ra ngoài <laughs> không cần phải xem nữa đâu đồng phu nhân không biết đã đi đâu mà dẫn theo một chút thứ không sạch sẽ bên người cái gì thứ không sạch sẽ á đồng phu nhân kinh hô nhìn về mặt hoảng hốt như khi bà ta nhớ hạ thược nói bảo đại sảnh nếu đêm nào gặp ác mộng Thì không dám xuất môn buổi tối đâu Bạn liền tin tưởng ngay Hiển nhiên có phải khi đó cô nhìn ra Từ không sạch sẽ trên người bà ta không Đồng lâm biến sắc Vậy vậy phải làm sao bây giờ Hà Thược chẳng muốn giải thích Chỉ ngước mắt nhìn đồng phu nhân Vẽ đạo phù trên hư không Rồi bắn lên người đồng phu nhân Đồng phu nhân cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn không ít Nhưng không rõ Hạ Thược làm gì với mình vậy Lúc này bộ bà khách sạn đi tới nói với La Nguyệt Nga và Trần Đạt. Giám đốc Trần à, Trần Phu Nhân, xe của các vị đã tới ở trước cửa khách sạn. La Nguyệt Nga và Trần Đạt gật đầu. Hạ thừa gọi bồi bàn tới, bảo hắn lấy giấy bút, viết nhanh lên trên bàn trà một chuỗi tài khoản và tên chủ tài khoản đưa cho Đồng Lâm. Đồng Lâm sững sờ nhận lấy, Hạ thừa nhìn phía hắn. 200 vạn, ngày mai chuyển khoản vào số tài khoản này nhé. Cái gì? Đồng Phu Nhân chưa kịp phản ứng. Hạ Thược nói, Thứ không sạch sẽ trên người đồng phu nhân tôi trừ khử rồi Tối nay sẽ không bị ác mộng nữa 200 vạn thù lao Ngày mai chuyển khoản tới cho tôi Vợ chồng đồng thị há to miệng Đến đồng chỉ văn cũng chừng mắt Trừ khử rồi á Chuyện khi nào chứ Hóa ra không phải tùy tiện vẽ lên không chung hai cái à Cô vẽ lên không chung mấy nét Chỉ mất có 3 giây Mà muốn 200 vạn ư Mặc dù đồng ra có tiền Nhưng cô cảm thấy quá là mắc mà nhưng thế hạ thược nhíu mày sắc mặt lãnh đạm cả nhà đều biết không nói gì được rồi dù của cô làm hay chưa tối nay về biết rõ thôi nếu như thực sự cô làm đương nhiên phải khởi tiền đắc tội với đại sư phong tủy thì không được bọn họ đắc tội với hạ thược chẳng nhẽ có thể đắc tội với cô lần nữa ờ ờ vâng 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 được được được, được. ngày mai chuyển khoản tới ờ à, ờ à, cảm ơn đại sư nhiều lắm đồng lâm cười nói hạ thược không tiếp tục cố ý lãng phí thời gian với mấy người họ Cô quay sang nói với La Nguyệt Nga Chị Nguyệt Nga đem tiễn chị Úi dồi ôi tiễn làm gì Tốn em là diễn viên chính Không được rời sân khấu nhiều không tốt đâu Không cần em phải tiễn Chị không phải là bị bệnh nặng Chân chị đâu có què chứ La Nguyệt Nga cười nói Lúc này mặc dù tâm tình cô như đang trong mộng Nhưng nét mặt có vẻ bình tĩnh được một chút Sau khi trở về Cô gọi bác sĩ gia đình đến khám Nếu thực sự mang thai Từ nay về sau La ra bận rộn rồi Hạ thược thấy đáy mắt La Nguyệt Nga Thể hiện tâm trạng kích động Nên không nhiều lời với cô nữa Hạ thược dặn dò tâm tình cô Nên bình ổn Sau đó không thể thay đổi nhanh chóng được Dù cô đứng dậy đưa vợ chồng họ Ra đến đại sảnh để bồi bàn Dẫn bọn họ đi trước Các bạn thân mến đến đây Thì Ngọc Mai xin gửi lời chào các bạn Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau Trong tập truyện kế tiếp Đừng quên like share video nhé Đăng ký kênh nữa Xin chào và hẹn gặp lại